Kính thưa quý khán thính giả, ngày cựu chiến binh tại San Jose, hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2014, vào lúc 11 giờ sáng, tại quảng trường Plaza de Cesar Chavez, đã khai mạc một buổi lễ tưởng niệm và vinh danh những người đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Hàng ngàn người đã đến tham dự buổi lễ tại trung tâm thành phố San Jose và xem cuộc diễn hành với các ban nhạc, xe cổ, các nhóm cộng đồng và nhiều nhóm cựu chiến binh đã được xuất phát trên đường Santa Clara đi về hướng đông và đường Market đi về hướng nam. Mời quý vị xem trích đoạn như sau. Thank you. United States Marine Corps Vietnam veteran. Nhóm cộng đồng người Việt với số lượng người đông đảo tham gia diễn hành ngày cựu chiến binh. Mời quý vị xem trích đoạn vài hình ảnh sau đây. Luật sư Nguyễn Tâm với tư cách là khách mời của thành phố đã có mặt tham dự khai mạc buổi lễ tưởng niệm và diễn hành ngày cựu chiến binh tại San Jose. Chúng tôi tiếp xúc với luật sư Nguyễn Tâm, được ông cho biết cảm nghĩ. Thưa, ngày hôm nay là ngày lễ của các cựu quân nhân Hoa Kỳ, cũng là ngày chúng ta tưởng nhớ các cựu quân nhân đã tử trận tại Việt Nam và bao nhiêu người đã chiến đấu để bảo vệ tự do dân chủ Việt Nam. Chúng tôi rất là hân hạnh cùng đi chung xe với ông phó lãnh sự của Đại Hàn và ông Davis là phó thị trưởng của Senivel và cũng là cựu chiến binh tại Việt Nam. Rất hân hạnh tôi được đi xe nhanh ngày hôm nay. Một nửa tôi rất là xúc động và hy vọng là một cái niềm vui chúng ta cộng đồng cùng ra tham dự, đi chia sẻ và tưởng nhớ công lao các chiến sĩ bảo vệ tự do dân chủ cho chúng ta, tất cả mọi người. Buổi lễ kết thúc gần 3 giờ trưa cùng ngày. Mỹ Lợi từ San Jose xin thân ái kính chào quý vị.